Xin được chuyển sang phần tin về thị trường nông sản. Thưa quý vị, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hà Nội thông tin, 10 tháng năm 2024, xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 51,74 tỷ đô la Mỹ, tăng 20,2% so với cùng kỳ năm ngoái. 2 tháng cuối năm sẽ là thời gian tăng tốc quyết liệt của các ngành hàng với mục tiêu mới nhất là đưa kim ngạch xuất khẩu cán mốc kỷ lục khoảng 60 tỷ đô la Mỹ. Thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam vẫn là châu Á, chiếm khoảng 48% tổng kim ngạch. Các thị trường khác như châu Mỹ và châu Âu cũng đóng góp đáng kể với tỷ lệ lần lượt là 23,5% và 11,5%. Đặc biệt, các thị trường trọng điểm như Hoa Kỳ, Trung Quốc và Nhật Bản ghi nhận sự gia tăng xuất khẩu mạnh mẽ với mức tăng lần lượt là 26%, 11% và 6%. Trong 10 tháng đầu năm, nhiều nhóm sản phẩm nông lâm thủy sản đã ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng. Xuất khẩu thủy sản tăng 12%, lâm sản tăng gần 20% và nông sản tăng gần 26%. Đặc biệt, xuất khẩu gạo đạt gần 7,8 triệu tấn, tương đương 4,86 tỷ đô la Mỹ, tăng 10,2% về khối lượng và 23,4% về giá trị. Điều này cho thấy tiềm năng lớn của nông sản Việt Nam trên thị trường quốc tế. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hiện giá trị xuất siêu nông lâm thủy sản đạt 15,21 tỷ đô la Mỹ, tăng 62,6% so với cùng kỳ năm trước. 6 mặt hàng có thặng dư thương mại đạt hơn 1 tỷ đô la Mỹ, bao gồm gỗ và sản phẩm gỗ với 10,91 tỷ đô la Mỹ, hàng rau quả 4,47 tỷ đô la Mỹ, cà phê 4,33 tỷ đô la Mỹ, gạo 3,68 tỷ đô la Mỹ, tôm 2,92 tỷ đô la Mỹ và cá tra 1,54 tỷ đô la Mỹ. Để có thể đạt mục tiêu xuất khẩu nông lâm thủy sản cán mốc 60 tỷ đô la Mỹ, theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến, Việt Nam cần tăng cường xuất khẩu sang các thị trường mới, đồng thời khai thác tốt hơn các cơ hội từ các hiệp định thương mại tự do. Việt Nam hiện là nước xuất khẩu sắn đứng thứ 2 trên thế giới sau Thái Lan. Trong 10 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu sắn và sản phẩm từ sắn đạt trên 950 triệu tấn. Trung Quốc tiếp tục là thị trường nhập khẩu nhiều sắn nhất từ Việt Nam với hơn 1,93 triệu tấn, trị giá hơn 873 triệu đô la, giảm 11,6% về lượng và giảm 6% về trị giá so với cùng kỳ năm trước. Giá tăng 6% so với cùng kỳ, đạt bình quân 452 đô la một tấn. Tiếp theo là thị trường Đài Loan Trung Quốc với hơn 40.000 tấn, trị giá hơn 22 triệu đô la, tăng 2,5% về lượng và tăng 8% về trị giá. Hàn Quốc là thị trường lớn thứ 3 với hơn 37.000 tấn, trị giá hơn 11,8 triệu đô la, giảm 61% về lượng và giảm 66% về trị giá. Hiện Việt Nam là nước xuất khẩu sắn đứng thứ 2 trên thế giới sau Thái Lan. Trong 5 năm gần đây, đều đạt kim ngạch trên 1 tỷ đô la. Thưa quý vị, sau những tháng giữa năm có xu hướng giảm, bước sang quý 4 của năm 2024, Hàn Quốc bất ngờ tăng mạnh nhập khẩu phân bón từ Việt Nam, vươn lên trở thành thị trường lớn thứ 2 của Việt Nam về mặt hàng này trong năm nay. Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, trong 10 tháng năm 2024, Việt Nam xuất khẩu trên 1,44 triệu tấn phân bón các loại, tương đương gần 590,54 triệu đô la Mỹ, tăng 10,9% về khối lượng, tăng 9,36% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2023. Sau những tháng giữa năm có xu hướng giảm, bước sang quý 4 năm 2024, Hàn Quốc bất ngờ tăng mạnh nhập khẩu phân bón từ Việt Nam, vươn lên trở thành thị trường phân bón lớn thứ hai chỉ sau Campuchia. Cụ thể, tính đến hết tháng 10 năm 2024, Hàn Quốc đã nhập 164.334 tấn phân bón, tương đương gần 66,85 triệu đô la Mỹ, giá trung bình 406,8 đô la Mỹ một tấn, tăng mạnh 174,5% về lượng, tăng 192,7% kim ngạch và tăng 6,6% về giá, chiếm trên 11% trong tổng khối lượng và tổng kim ngạch xuất khẩu phân bón của cả nước. Xuất khẩu phân bón Việt Nam từng đạt kỷ lục hơn 1 tỷ đô la Mỹ vào năm 2022 nhờ giá tăng cao trên toàn cầu. Trong năm 2024, xuất khẩu phân bón đang phục hồi, nhưng kim ngạch xuất khẩu của cả năm vẫn sẽ xa cách mức kỷ lục 1 tỷ đô la Mỹ của năm 2022, bởi trong năm nay, giá phân bón trên thị trường toàn cầu vẫn đang trong xu hướng giảm. Thưa quý vị, giá cà phê hôm nay ghi nhận diễn biến tăng mạnh cả trong nước và trên thế giới. Thị trường nội địa giao dịch cao nhất ở mức 111.200 đồng 1 kg. Cụ thể, tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê hôm nay được thu mua ở mức 110.800 đồng 1 kg, tăng 700 đồng 1 kg so với ngày hôm qua. Tại tỉnh Đắk Lắk, giá cà phê hôm nay ở mức 111.000 đồng 1 kg, tăng 700 đồng so với mức giao dịch một ngày trước. Giá cà phê tại tỉnh Đắk Nông hôm nay được thu mua ở mức 111.200 đồng 1 kg, tăng 800 đồng 1 kg. Tại Gia Lai, giá cà phê hôm nay giao dịch ở mức 111.000 đồng 1 kg, tăng 700 đồng 1 kg so với phiên giao dịch trước.
Giá tiêu hôm nay tại một số vùng trồng trọng điểm đồng loạt giảm so với hôm qua, qua đó thì giữ mặt bằng giá tiêu trong nước ở mức từ 137.500 đồng một kg cho đến 138.000 đồng một kg. Theo các chuyên gia thì giá tiêu trong nước trong thời gian tới sẽ ở dưới mốc 150.000 đồng một kg trong bối cảnh đồng đô la Mỹ tăng cao cùng với sự biến động của thị trường thế giới. Tại khu vực Tây Nguyên, giá tiêu hôm nay tại Đắk Lắk giảm 1.000 đồng một kg so với hôm qua, còn 138.000 đồng một kg. Giá tiêu tại Gia Lai cũng giảm 500 đồng một kg với ngày hôm qua, ở mức 138.000 đồng một kg. Giá tiêu tại Đắk Nông giảm 500 đồng một kg, hiện ở mức 138.500 đồng một kg. Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu hôm nay ở Bà Rịa Vũng Tàu hiện đang ở mức 137.500 đồng một kg, giảm 500 đồng một kg so với ngày hôm qua. Giá tại Đồng Nai giảm 500 đồng một kg so với ngày hôm qua, còn 137.500 đồng một kg. Ngoài ra, giá tiêu hôm nay tại Bình Phước giảm 1.000 đồng một kg so với hôm qua, còn 138.000 đồng một kg. Giá lợn hơi hôm nay tại tỉnh Bến Tre và Sóc Trăng chỉ tăng nhẹ và hiện thì thị trường heo hơi ba miền đang giao dịch quanh ngưỡng 60.000 cho đến 64.000 đồng một kg. Tại miền Bắc, giá lợn hơi hôm nay giữ ở mức 62-64.000 đồng một kg, trong đó các địa phương như Lào Cai và Ninh Bình 62.000 đồng một kg, thấp nhất khu vực, Hà Nội và Phú Thọ 64.000 đồng một kg, cao nhất cả nước. Còn lại các tỉnh như Bắc Giang, Yên Bái, Hưng Yên, Hải Dương, Nam Định, Thái Nguyên, Phú Thọ, Thái Bình, Hà Nam, Vĩnh Phúc, Tuyên Quang duy trì ở mức 63.000 đồng một kg. Tại các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, giá lợn hơi giao động từ 60-62.000 đồng một kg. Tại Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Lâm Đồng, giá lợn hơi ở mức 62.000 đồng một kg. Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Ninh Thuận, Bình Thuận duy trì ở mức 60.000 đồng một kg, riêng Bình Định khoảng 61.000 đồng một kg. Tại khu vực miền Nam, giá lợn hơi tăng nhẹ một giá ở Bến Tre và Sóc Trăng, cùng đạt 62.000 đồng một kg, cùng giá với Long An và Đồng Tháp, tại Cần Thơ và Cà Mau có giá 63.000 đồng một kg. Thưa quý vị, dự kiến ngày 20 tháng 11 tới đây sẽ diễn ra lễ ra mắt gian hàng nông sản Việt Nam trên các nền tảng thương mại điện tử và mạng xã hội Trung Quốc. Đây là sự kiện trong khuôn khổ hội chợ triển lãm nông nghiệp quốc tế lần thứ 24 AgroViet 2024 do Trung tâm Xúc tiến Thương mại Nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn dự kiến tổ chức từ ngày 20 đến 23 tháng 11 tại khu hội chợ triển lãm giao dịch kinh tế và thương mại số 489 Hoàng Quốc Việt, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Trung tâm Xúc tiến Thương mại Nông nghiệp cho biết AgroViet 2024 được tổ chức nhằm thúc đẩy mở rộng quan hệ hợp tác giao lưu kinh tế quốc tế, quảng bá thương hiệu, sản phẩm, giao dịch thương mại, tôn vinh những sản phẩm nông lâm thủy sản, sản phẩm ô cốp, đặc sản của các địa phương trong cả nước. Sự kiện này đồng thời là cơ hội để các doanh nghiệp, hợp tác xã củng cố và khai thác thị trường nội địa và xuất khẩu. Trong khuôn khổ hội chợ sẽ diễn ra nhiều hoạt động như lễ khai mạc, diễn đàn xúc tiến nông sản Việt Nam Mông Cổ, hội nghị giao thương doanh nghiệp Việt Nam Trung Quốc và lễ ra mắt gian hàng nông sản Việt Nam trên các nền tảng thương mại điện tử và mạng xã hội Trung Quốc. Sự kiện lần này hứa hẹn nhiều doanh nghiệp nông sản Trung Quốc sang tìm kiếm để nhập khẩu, tăng cơ hội kết nối với doanh nghiệp Việt Nam.